Xin chào tất cả các anh em. Hôm nay mình muốn chia sẻ cho mấy anh em một cái clip ngắn để nói về cái con một cái con vật mới mà con này mình hiện tại mình đang nuôi cũng được nửa năm rồi. Thì hôm nay mình thấy cũng có hiệu quả nên mình cũng chia sẻ để cho anh em xem. Thì nói chung là mình cũng chưa có bán nhiều. Mình chỉ là lựa những cái con lớn mình bán thôi, còn con nhỏ thì mình tiếp tục nuôi tiếp. Thì nói chung mà nó cũng không có là nhiều tiền gì nhưng mà mình cũng góp cho mình một cái như là thu nhập thêm vô cái mình xây sở hàng ngày ha các bạn. Thì cái con mình con vật mình muốn nói đó là con ốc đắng hay còn gọi là con ốc gạo đây ha. Các bạn thấy trên tay mình là một con ốc gạo nhỏ nè. Thì do thì hồi năm ngoái á, mình có xem một cái kênh YouTube của một người Thái Lan á. Thì người ta là nuôi cái con ốc gạo này nè, người ta nuôi trong cái túi lưới xanh này các bạn, cái túi lưới xanh như cái mùng của mình bên đó vậy đó. Người ta nuôi trong cái túi lưới xanh, người ta treo lơ lửng ở dưới mương á, dưới ao dưới đìa đó, rồi khoảng người ta cho ăn tàu dừa hoặc là lá dừa nước cho ăn một thời gian thì người ta bắt lên, người ta đổ ra, người ta lựa những con lớn người ta bán, những con nhỏ thì người ta nuôi tiếp tục nuôi và những giống. Thì mình thấy đó sẵn tiện đó, mình thấy đó thì mình tìm ra sau vườn mình thì mình thấy cũng rất là nhiều nên mình đã gom từ tất cả những cái ao mương của mình ở bên ngoài á, mình gom về mình đổ dưới cái mương này, dưới cái ao này thì mình cũng thấy nó đang phát triển dữ lắm, mà nó đẻ nhuộm dữ trời lắm các bạn ơi, đẻ nhanh lắm. Thì cái con này là chủ yếu là nó ăn cái lá dừa của mình là các bạn, lá dừa của mình ở đây thì thiếu gì bao la luôn, rồi nó ăn lá dừa khô, lá dừa tươi nó cũng đều ăn hết. À thì nó lớn thì cũng hơi chậm lớn nhưng mà thì mình cứ nuôi đại để mình tạo như mình như là mình tạo thêm cái nguồn thu nhập thôi. Hiện tại thì cái con ốc này mình bán ra được là 60.000 đồng một ký, mình bán 60.000 đồng một ký, một ký nó nhiều lắm các bạn ơi, mình lựa những con bự mình bán nha, con nhỏ thì tiếp tục mình nuôi. Thì mình cũng những bỏ những cái tàu dừa, các bạn thấy không, mình bỏ những tàu dừa như vậy để cho con ốc nó đeo và nó ăn. Rồi mình thu hoạch thì mình đi kéo cái tàu dừa lên mình bắt những con bự thôi, rồi tiếp tục mình bỏ xuống dưới lại để mình tiếp tục mình nuôi mình cho ăn. Thì cái mương này nó nằm khoảng 400 mét vuông, mình thả xuống đây khoảng 30-40 kg gì đó. Lúc trước mình kéo lưới ở bên ngoài mình gỡ cũng biết là bao lâu mới được nhiêu đó, mình bỏ vô đây để mình tập trung mình nuôi. Thì mình thấy nuôi cái con này rất là ok, mà bị gì mình coi một cái clip trên kênh YouTube hồi nãy như mình nói đó, thì thấy người Thái người ta nuôi rất là hay nên mình muốn thử nghiệm mình nuôi thì bây giờ thấy cũng ok. Như là cái tàu dừa này các bạn, đây nó đeo rất là nhiều các bạn, đây nè các bạn thấy không, cái tàu dừa này nó đeo như các bạn, nó ăn cái tàu dừa này nè các bạn thấy, nó ăn nó đứt đứt với ăn gông gieo tảo gì đó thì mình cũng không biết là nó ăn cái gì. Vừa đá chiếc xanh nè, cái tàu này nãy giờ mình làm độc nó rớt rồi đó chứ nãy giờ rất là nhiều, nó bu đen hết trơn các bạn ơi. Ở dưới mương này thì mình nuôi cá phi Đài Loan nha, mình nuôi cá phi Đài Loan mình cho nó ăn, mình bỏ những tàu dừa này xuống các bạn. Ở ngoài kia thì cá chép phường, rồi cá nói chung là mình bỏ đi cây cá nhiều lắm. Đây là cái tàu dừa mình để mình cho ốc nó lên nè, các bạn thấy ốc không đó. Ốc rất là nhiều nha các bạn. Ốc này thì mình cứ bỏ xà bấu xuống thôi, thì mình lâu lâu mình bắt, ví dụ như con bự mình bắt thì con nhỏ tiếp tục mình thả mình nuôi lại ha. Thì cũng như vậy mình dây chuyền gì đó, tỉa thưa vậy đó các bạn thấy không, nó rất là nhiều, nó cũng rất là dễ nuôi các bạn. Ai mà anh em nào mà cũng ở dưới quê hương mà miền Tây của mình đó, thì nói chung là ở miền nước ngọt thì hình như là có chỗ hông chứ không phải là chỗ nào cũng có. Thì cái con này cũng nói chung là rất là dễ nuôi nên mình cũng nuôi, mình thấy bán được thì mình cũng dục cây lá cây chúng mình bán đó, cũng thì tạo thêm thu nhập hàng ngày cho mình ha. Nè các bạn thấy không, nó đeo nè,